Dạ, một tuần nữa lại trôi qua. Yeah. Và ngày hôm nay gặp lại nhau. Anh Lâm ơi, cho em hỏi thăm là gia đình anh dạo này hạnh phúc không? Không em. Ủa? Buồn. Sao buồn? Em thấy cái đầu anh bị ngắn không? Bị ngắn. Không phải cắt tóc mà do vợ nắm đầu quá. Nắm đầu quá. Em biết bài ca dao trâu ơi ta bảo trâu này không? Biết. Trâu ra ngoài ruộng trâu cài với ta không? Anh đó. Anh là da con trâu hay là da con người? Con trâu em à. Quần quật gì đó làm miết giờ có vợ với ba đứa con rồi. Em thấy đồ đạc không? Còn là mặc đồ cũ không đó? Biết sao không? Tâm lý người phụ nữ là người ta vung vén cho gia đình. Người ta lo là tả sữa rồi nội trợ, tiền ăn thì uống, nói chung đủ thứ mọi thứ. Tiền nước, tiền điện đồ các kiểu không? Người ta lo cho nên là người ta tiết kiệm. Mình có một người vợ vậy mình phải thương. Đúng. Như vậy gia đình mới hạnh phúc. Rồi anh hiểu rồi, cảm ơn cô. Em bên nào vậy? Bên hội phụ nữ. Hội phụ nữ hay sao? Là chương trình này ngày xưa là vợ chồng anh có lên đây tham gia nè. Thôi nhưng mà lâu quá không có cặp vợ chồng nào lên chương trình Ngạc Nhiên Chưa của mình, thật sự rất là nhớ. Ước gì có cặp vợ chồng giờ này. Ước gì có cặp vợ chồng đến đây. Chị Tâm nghe chị Tâm buồn. Đừng hát nữa. Bây giờ mình hãy về ngôi nhà tam giác để đón chờ khách mời ngày hôm nay nha. Ồ, ngạc nhiên chưa? Anh vừa ước gì có cặp vợ chồng đến đây đúng không? Đúng rồi. Vậy thì bây giờ em xin mời cặp vợ chồng đến với chương trình này. Có luôn hả? Có luôn. Xin mời ca sĩ Băng Cường và Bảo Anh. Wow. Chào anh chị. Chào hai bạn MC dễ thương. Và mình xin được giới thiệu, đây là cô xã của mình, cô vợ của mình. Yeah. Cô xã. Ca sĩ Bảo Anh. Em xin được gửi lời chào tới anh Lê Dương, Bảo Lâm và chị Vũ Ca ạ. À, đây là ông xã của em ạ. Thương quá, bên đây là bà xã, ta biết là hai vợ chồng rồi. Mình đây là bà lại. Xã của em. Ừ, đây là ông xã của em. Ừ. Vợ chồng mình hạnh phúc không mà. Ủa gì? Ví dụ cái nè gì? Nè. Sao? Em với anh mình thân nhau, em hỏi anh câu đó được. Ừ. Mình mới gặp anh chị. Ừ. Mình hỏi một cái câu gì đó tinh tế hơn coi. Tinh tế đúng không? Dạ. Ở nhà rồi à. Chị quýnh anh không? Chị quýnh anh không? Cái gì? Câu là gì? Tinh tế chưa? Cái gì? Cái gì đó? Ý làm chuyện gia đình chị sao rồi? Ê nó cũng nặng nha câu được. Chớ rồi mình bị yếu nghề rồi. Yếu nghề quá. Không giao lưu được với khách mời. Thôi anh chị tự chia sẻ đi. Em mặc dù là coi như em chưa nghe thấy gì hết nhưng mà em vẫn nhớ là anh hỏi là anh chị có hạnh phúc không. Dạ em xin chia sẻ là rất là hạnh phúc ạ. Ở nhà em bình thường là lâu lâu em hơi sai giặt ảnh chút xíu thôi chứ không có bắt ảnh làm gì hết trơn á. Một lần làm rất lâu và lâu lâu cũng làm một lần. Không phải, người ta sai nhiều nhưng mỗi lần làm chút xíu thôi. Ngày hôm nay anh chị có thể tặng cho quý vị khán giả cũng như là cho tụi em một bài hát được mà mình song ca với nhau ạ. Anh Cường thì em nghe rất là nhiều bài rồi, còn với Bảo Anh thì chưa. Ngày xưa là còn nhỏ là mê cái bài gì của anh đó. Hình hành quân thành nhi nghe khi thấy em cười cười coi. Đó. Thật hạnh phúc thật ý nghĩa khi thấy em cười mỗi lúc bên người, yêu thương như gió và mây, từng lời nói nguyện yêu mãi yêu đến bất tận, thật đẹp biết bao dấu yêu mong làm sao, tình yêu đã đến đánh thức con tim ngủ mê bao ngày thật bối rối mỗi khi em yêu hờn dỗi, và ngày anh đến xua tan màn đêm băng giá ưu phiền cho tim em thôi không lẻ loi. Hết rồi. Giọng bye bye hay thấy vợ chưa? Vợ chấp luôn, vợ hát bè luôn. Hát luôn giờ giọng nam luôn. Dạ, chị ơi, anh hát riêng chị làm riêng bài giùm em. Đi. Em xin hát bài Ai Chung Tình Được Mãi đi ạ. Trời ơi. Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn, sợ cảm giác trong vắng mỗi ngày mỗi khác, sợ chạm vào nỗi nhớ vô vơ gian gian xiu xiu mập mờ, năm chưa xong đã vội đổ vỡ. Ừ thì em thích một mình nhưng sợ cô đơn, dù từng nói như thế có lẽ sẽ tốt hơn, chỉ là vì chẳng muốn yêu ai khi mình em với những đêm dài. Nghĩ đi anh, đâu ai chung tình được mãi. Hay quá trời. Anh Cường dạo đây là em thấy là anh là một người đàn ông của gia đình.
em thấy là anh quán xuyến mọi thứ. Vào hôm đây thì em thấy anh live stream nữa. Thì không biết là cơn gió nào đã đưa anh vào ngành nghề của em. Mình đã từng đạt đến một cái đỉnh, gọi là một cái đỉnh điểm của cái nghệ thuật. Thì bây giờ mình đang gọi là mình cũng muốn đạt đến một cái đỉnh điểm nữa. Đó là một cái nghệ thuật bán hàng. Bán hàng được hàng hay không cũng là một nghệ thuật. Thì qua đó thì Bằng Cường cũng đã từng xem của Lâm live rất là duyên. Mà không phải ai cũng có được một cái nét duyên đó. Thì Bằng Cường cũng phải học hỏi của Lâm rất là nhiều. Mà thấy thương lắm, anh live mà anh hiền vậy đó. Wow. Mà anh nhẹ nhàng nói chuyện nhẹ nhàng nhẹ đó. Nhẹ nhàng quá ha. Dạ. Và bây giờ thì hai anh chị đã đến với chương trình Ngạc Nhiên Chưa. Thì mình phải tách nhau ra. Anh và chị sẽ về đội của em và đội của anh Dương Lâm. Để mình sẽ cùng bước vào vòng 1 của chương trình để chơi những thử thách, những trò chơi ạ. Góc mặt bên này, chọn bên này được không? Rồi, mình về với Lâm để mình học hỏi Lâm. Okay. Bán hàng. Dạ, rồi, em mời anh chị. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 1 của chương trình Ngạc Nhiên Chưa. Chào mừng các bạn đang quay lại với chương trình Ngạc Nhiên Chưa. Và đây là vòng 1. Vòng 1 giải mã hashtag. Sẽ có 4 hashtag lần lượt hiện lên trên màn hình. Nhiệm vụ của hai đội chơi phải giải mã được hashtag bằng cách đưa ra tên bài hát chính xác như đáp án của chương trình đưa ra. Mỗi hashtag đoán đúng sẽ được 1 điểm. Bây giờ chúng ta sẽ đến với hashtag đầu tiên, xin mời. Bến xe bò. Em không có thấy đường đó đó đó. Chữ B bò, xong chữ X và chữ B bò. Bà xã, chị. Bà xã bé. Bà xã bé đó. Bò xì bò. Rồi á. Và đó là bò xì bò. Vậy đó, Cường Lâm đã mang về 1 điểm, xin chúc mừng. Không ạ. Chị trong xanh đó, anh ơi. À, bài này bài muốn. Thật ra em muốn nghĩ thì anh hào gầy. Thật ra tính anh hơi kỳ. Trời ơi, gần nhìn chị dễ thương thiệt luôn á chị ơi. Dạ. Quá đáng yêu luôn á. Dạ, chị cũng đáng yêu không kém mà. Dạ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến hashtag tiếp theo. Cánh chim vỗ. Vỗ gì anh? Sao khó quá vậy? Chết nữa, khi nào mình âm điểm không ta? Cờ. Con cò. Cánh chim. Lẹ. Lẹ, trả lời lẹ. Càng cua vậy không? Càng cua vậy không là gì? Cánh chim. Chú chim vành khuyên. Đó, cái miệng lanh dữ lắm, lanh. Con chim vành khuyên. Trời ơi. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Trời ơi. Cảm ơn. Chú chim vậy? 2, 3. Có con chim vành khuyên nhỏ, dáng trông thật ngoan ngoãn lắm. Gọi da bảo vâng, lễ phép ngoan nhất nhà. Hey, chim gặp chị Buka, chào chị. Hey, con anh Thương Lâm, chào anh. Hey, con Bằng Cường, chào anh. Hey, chim gặp tất cả mọi người, chào tất cả mọi người. Hey, có con chim vành khuyên nhỏ, dáng trông thật ngoan ngoãn lắm. Dạ, được rồi ạ. Các bạn đang đến với trường mầm non Ngạc Nhiên Chưa. Như 12, 13 tuổi không? Lạ ta. Em 13 mà, anh thông cảm đi ạ. Dạ, và đáp án chính xác là con chim vành khuyên. Yeah. Chúc mừng đội của Bảo Anh và Buka đã ghi được 1 điểm. Xin mời hashtag tiếp theo. Cờ, nờ, mờ, nờ. Có con nhưng mệt nhiều. Con cò nướng mỡ, ngon. Cờ, nờ, mờ, nờ. Con... Chuyện cô Nina. Công chúa ngủ một... Một người. Chưa hả? Lẹ, chưa quên người yêu cũ. Không phải. Chỉ còn những mùa nhớ. Mong chị. Có một lần anh chẳng qua nữa, cứ thế xa xa mãi nơi em. Để những mùa nhuộm màu thương nhớ, phố xa xôi đã vãn người qua. Yeah. Và đó là chỉ còn những mùa nhớ. Xin chúc mừng Lâm Cường. Vậy đó, Cường Lâm đã mang về 1 điểm, xin chúc mừng.
mình cận mấy độ giờ em? Em cận loạn luôn, là cận 2,5 độ, loạn 3 độ. Dữ vậy? Ơi cận loạn luôn là khó nhìn lắm á. À chị vòng ra phía trước, chị đứng chị chơi được không? Vòng chơi ở đây nè. Đó, hai vị ta chơi, chở anh chị chơi ở đây. Cái ghế ngồi chị chơi ngồi nè, đó, rồi. Không, cái ý là mình ở đây em cũng đâu có không, thấy đâu. Mình ngồi đây nè, đó mình nhìn đó. Mình nhìn qua đây. À, nhìn đây, dạ đúng rồi. Lần đầu tiên tại sân khấu, ngạc nhiên chưa? Đúng là ngạc nhiên chưa? Đúng, ngạc nhiên thiệt. Có một khách mời phải không ngồi tại vị trí đó mới có thể chơi được. Đúng, vì lý do là không thấy được. Không thấy được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tới hashtag tiếp theo, xin mời. Hai dung văn. Hai dung văn. Hết du dương. Hết du dương. À, không dám đâu, chị trả lời là không dám đâu. Không được nói. Không, không dám đâu. Dạ, không được nói. Không dám đâu, không dám đâu. Không được nói rồi. Không dám đâu. Ý là em nói chồng em không được nói. Dạ, không dám đâu. Trời. Dạ, đó là đáp án không dám đâu. Xin chúc mừng đội của Buka mang về thêm 1 điểm nữa. Thôi mình về nhé. Dạ, dạ, xong rồi. Xách cái ghế về giùm em. Dạ, xách cái ghế về, dạ. Dạ. Sau vòng 1 thì đội nhà Buka đã mang về 2 điểm và đội nhà của Bảo Lâm và anh Cường mang về 2 điểm. Xin chúc mừng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 2 của chương trình Ngạc nhiên chưa?